Hi, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Minh Gà Studio. Hôm nay Minh sẽ hướng dẫn tất cả các bạn một ca khúc cực kỳ mới của Trung Ha, đó chính là ca khúc Stay Tonight. Bắt đầu vào bài học thì Bin rất mong tất cả các bạn sẽ follow Instagram của Bin và subscribe kênh YouTube của Bin nha, để chúng ta có thể dễ dàng tương tác với nhau hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu học ngay thôi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ làm động tác đầu tiên. Mọi người đặt tay lên như thế này. Rồi, 1, 2, 3, 4 lần sẽ dành dáng hold tự do. Mọi người có thể hold theo một dáng mà mọi người thích. Rồi, nhưng mà Bin sẽ làm cái dáng chung của chúng ta là như thế này. Rồi, sau đó mọi người đặt lên. Hấp, hấp, phần hông mình đẩy lên ha. Hấp, hấp. Ok, lại 2, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bỏ 7 và 8 và 1. Là mình vừa nhấc vai lên và mình vừa dặn chân. Và 8 và 1. Sau đó mình đặt tay qua 1 và 2. Là để như thế này. Phần tay mình sẽ ngửa ra. 3 và 4, 5 và 6. Mình sẽ đặt như thế này. Qua đây và thấp lên. Ok, lại lần nữa. 2, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 1, 2 và 3, 4 và hấp, 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 thử. Ok, mở ra, sau đó đặt tay 1 và 2, và mình sẽ lùi về. Đặt 3, 4, phần tay, cổ tay, để ý hẳn 3, 4, 5 và đẩy lên trên như thế này. Sau đó lúc mà xuống thì mình sẽ bật lên 7 và 8. Ok, để lại lần nữa nha. 2, đi. Chùm chắc, chùm chắc. Hư, hư. Quay 1, dạo. Hấp, chùm, chùm, hạ. 1 và 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và 8. 1 và 2. Mình sẽ đảo chân lên như thế này. Ok, và 3, 4 và 3, 4 và sau đó mình thả tay qua, đặt chân bên phải lên trên. Stay with up. Ok, mình đặt như thế này. Rồi, mình đếm lại nha. 2, đi. 1 và 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và 8, 1 và 2, 3, 4 và 5, 6 và up. Sau đó mình hấp lên. Ok, rồi mình sẽ đến lần lần nữa từ đầu nha. 2, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 1, 2, 2, up. Dòng qua, chắc chùm chùm hạ. Bừng bừng hấp. Rồi, đã lên, bùm, chắc chùm chùm, lên, ốc, ốc, qua, xoay, xoay, ốc, lên. Rồi, sau đó mình sẽ đặt hông qua, 1, 2, 3 và 4, 2, đi, đi lên, đi xuống, lên, xuống, lên. Rồi, một lần nữa mình sẽ đi xuống, rồi mình sẽ đặt cái tay lên như này. Đi xuống, đi lên, đi xuống. Stay hit. Là mình để tay ra như thế này. Mở. Ok, cái này hơi khó chút nha mọi người. Đếm lại. 2, đi. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 1, 1, 2, 3 và 4 và 5 và 6. Câu này mọi người nghe kỹ nha, sẽ hơi rất là liệu. Phương phương, phương phương. Hấp là mở tay ra và còn tay giúp mình sẽ đặt lên như này. Thương thương, kéo về miệng và ấp lên như này. Rồi sau đó mình sẽ đặt. Stay, stay, stay. Thương thương thương. Hai tay mình sẽ mở ra và đặt cái tay lên này này. Hơi rất là, cái động tác nó cứ quay lại rất là liệu nha. Hai đi. Stay, 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 stay. Ok, rồi tiếp tục. Stay, 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 stay. Ok, mở ra. 1,
2, 3 và 4. Ok, 1, 2, 3 và 4. Sau đó tay phải mình sẽ ấp lên trên, tay trái ấp dưới, quay một vòng. Rồi, tay bên phải mình sẽ uốn dòng ngược ra. Rồi, sau đó mình đẩy lên trên. Ok, thế là xong. Rồi, mình sẽ đến lần lần nữa. Từ đầu tới đây chậm nha. Rồi sau đó mình sẽ hết cái tốc độ chậm để xem là mình có thể hoàn thành được hay không nha. Rồi, 2, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 1. Khương khương hóc, phương phương hóc, tắt trùng trùng thể. 1 và 2, 3, 4, 5 và đẩy lên. Up, shoo shoo up, lên, khủng khủng, stay with me. 1, 2, 3 và 4, 2, 2, 3 và 4, 3, 2, chùm chùm chắc chùm ra và lên. Yo, stay, 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 shoo shoo khủng. Stay, stay, shoo shoo khủng. Stay, stay, phum phum phum. Quay một vòng, xoay, xoay, lượn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng thử với tốc độ chậm xem nha. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 1. Stay Tonight rồi. Rất mong là tất cả các bạn sẽ có thể học được vũ đạo bài này thông qua video của Bin. Sẽ video giúp Bin nha. Kết thúc rồi, hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.